Hi, xin chào mọi người ha. Hôm nay mình lại tiếp tục với Pokemon Ultra Sun. Thì nhiều bạn kêu là đi Mega cái con Latios à. Thì không biết trong đây nó có bán đá Mega của con Latios không thì mình cùng coi thử ha. Latios. Không có rồi các bạn ơi. À có. Có đá Latios nè. À có đá Latios nha. Vậy là cảm ơn bạn đã nói, hôm bữa mình quên, mình bắt được nó mà mình quên. Thì hôm nay mình sẽ vô máy tính, mình lôi nó ra lại. Ở chỗ này là sướng nhất, vừa được đi PK vừa được có thể là nó đâu rồi ta? Đây đây đây. Con này Latios đúng không? Con Latios là con đực, còn con Latias là con cái đúng không? Mình sẽ đổi cho con đi săn Pokemon vô trong lại. Con này được đánh giá đi săn Pokemon khá là khủng của mình. Mình mới học thêm một kill của nó, đó chính là Full Sweep. Cái kỹ năng mà đánh không bao giờ chết cho cái con Breloom của mình. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi Mega thử con Latios coi như thế nào. Máy bay phản lực gắn thêm hai cái nòng mà đi cho nhanh nè. À, đâu rồi nhỉ? Ở đây. Đây. À, trong đây mà nghĩ sao không có bán đá con của Latios. Đây là một cái phiên bản của 2017. Là một phiên bản khá là mới, nên những là cái gì mới mới của Pokemon thì đa phần là nó có hết trong phiên bản lần này. Đi kiếm con dịch mộng mơ coi. À lộn, con bồ nông mộng mơ đây. Đây là cái cục ghim của mình. Ôi chết, gặp con đất. Con này cũng vậy thôi. Mega. Ý. Chơi chiêu này trước đi. Để coi thử đẹp không. Wow. Nhìn nó giống như cái con Toboku quá vậy ta. Trời ơi, đỉnh vậy. Chắc là một chiêu được á, con này thích rồi đó. Mày giảm defense phép nè. Không giảm luôn. Cho thêm cục nữa. Tẻ thêm một cục trứng. Wow. Mega nhìn đẹp, đỉnh quá thiệt chứ. 1.900 HP. Cái cục này xanh này nó lâu hồi quá ta. Bây giờ mình đi ra cái khúc chỗ kia tìm con mèo quýnh. Con đó con gì ta? Cái con y tá đúng không nhỉ? Để quýnh train ít level coi. Ôi lại là mày. Latios ra liền. Latias màu đỏ, một mình thấy màu đỏ đẹp hơn. Ơi chết rồi, lộn chiêu rồi. Đảo quá, nhìn đẹp ghê. Mega quýnh mạnh hẳn ra. Ôi trời ơi, nó giậm một giậm cơ. Con này skill giống con Metarod nha. Một chưởng đi luôn nè. Một cái mặt trời đi liền con gấu mập. Ui 3.200 HP luôn. Ơi cái này đi một xíu gặp một xíu vãi vậy. À cuối cùng cũng gặp con mẹ này rồi. Mega thôi chứ làm gì. Này Mega đẹp thiệt chứ. Mega đúng là biến thành máy bay phản lực luôn á. Chắc chết luôn rồi. Ôi, nó hơi nó còn sống được chút. Wow, hồi máu kinh vậy trời.
hồi cái nó đi. Giỡn, con này Mega lên thì hơi bá đấy. Đi qua hai chỗ đó ơi, đừng gặp nó. Rồi dính chắc rồi. Ủa sao đi dính ghê ta? Sao tỷ lệ ban ngày gặp ở bên cái đảo này nhiều thiệt chứ? Xử mày luôn. Ui shit. Ghê trời. Mày dám giết con cưng của anh à? Mày chết với tao. Con này là mình nghe được nói là con này bộ ba ao hồ. Búp lên cái đó. Giảm đam. Ôi, con này nó chơi chưa đẹp vậy ta? Quýnh cái nhẹ coi nào. Mày nhảy. Đìa gà đã 68 rồi. Gần 7 ít hết. Ủa, sao mà gặp... Sao mà tỷ lệ gặp thú cái này cao ta? Gặp Pokemon cao dữ trời. Ok, để cho Ente thể hiện luôn. Á lộn, Ray câu chứ lộn. Này. Không mạnh lắm. Nó giật điện nó quýnh không được. Không phải nó chơi cái chiêu gì nó không tác dụng bên mình. Giảm phòng thủ rồi. Kéo lên đi, kéo tiếp đi. Tao giật điện chết hết. Hình như cái chiêu này AOE sao á. Trời, nó kêu con... Trời ơi, giật điện hai đầu luôn. Con kia cấp cao hơn. Ui, con này lại búp. Giảm lắm rồi đấy. Tao sẽ cho mày thử cái chiêu này coi. Ôi, dính điện. Oh shit. Ôi, cái lưỡi nó quất ra kìa. Giáp hả? Không cần. Thôi cắn cho nó chết đi. Nhây, trời, vẫn không chết được. Ok, cho mày giật điện chết luôn nè. Con này chơi chiêu điện đẹp thiệt chứ. Mình đang boost XP chứ đâu phải là boost gặp thú đâu mà sao nó gặp khá là nhiều vậy ta. Tại sao lại gặp mấy con mụ này đông như nguyên? Rồi bên đây lại... Đi cái này phải đi con bò rồi. R
Rớt cái gì đây? Stardust. Ồ, cái này mình nhiều lắm rồi nha. Ê, lộn bên, lộn bên. Cái này dính một bước là dính luôn á. Thôi run đi, quấn mấy con này à. Ít XP mà lâu quá. Chờ Skidder. Mega cho mày một nháy nè con. Máy bay phản lực. Trời, quấn chiêu này đau ta. Mày đau không? Thôi thổi cho nó cái đi luôn vậy. Cái chiêu giống chiêu đó cắt đau thiệt chứ. Bộ lão. Miss Richland. Nó muốn học chiêu gì vậy? Thôi keep and move đi, không muốn học gì nữa. Qua đây, qua đây. Hy vọng là gặp con kia cho có kinh nghiệm một tí coi nào. Gặp cái con... Thôi, hết Skidder tới con mụ này. Nó không quýnh nữa. Tôi cho mày chết luôn nè. Vô ráng kiếm một con Latias nữa cho con này nè. Ơ chết rồi, chơi cái chuyện này đâu có effect với nó. Có mỗi chiêu này à, chết rồi. Tăng defense hả? Tăng defense nè. Con nó yếu đuối. Muốn học chiêu gì đây? Chiêu bóng tối hả? Cái này là tăng... Con này ra gần chứ bê xích. Chiêu này cùi, chiêu đắt cùi mà. Keep and move đi. Keep out move chứ. Giữ cái chiêu cũ. À, rồi tôi... Thôi, không dùng nữa. Mình sẽ trở về cái chỗ hồi nãy. Để đổi con kia đi. Chúng ta sẽ đi vô không gian tiếp. Kiếm cho nó con vợ nè. Đủ một cặp luôn. Latios, Latias. Rồi mày vô trong đi. À, con chủ lực ở đây. Con này quấn đi, con này cho đỡ. Ray câu, thôi Renza ra đi. Đội hình đi là phải đội hình mạnh mạnh một chút. À đúng rồi, mới giới thiệu thêm các bạn, đây là chính là Tyranita Sandy. À, một con chuyển màu cho nó. À, bây giờ thì mình sẽ đi qua bên khu bên kia. Để hôm qua là mình vô vòng thứ 3 rồi, chúng ta hôm nay thử vô vòng thứ 4 coi. Gặp con gì nè. Vòng thứ 5 hình như là Mewtwo á. Mình chém gió chứ mình cũng không chắc. Ê, từ từ, từ từ. Xem đội hình đã ổn định chưa đó. Rồi, ok. Vô. Nhảy.
Tàn đi là bay vào không gian không à? À, hôm qua vòng thứ ba này thứ tư mình sẽ vô vòng thứ tư ấy, tư vô rồi như giờ phải vô vòng thứ năm rồi mít hết vậy. Ây da, ây da. Rồi không sao ăn lại được hai cái. Chết cha, nãy giờ quên đếm rồi. Vô lấy. Quên đếm mất tiêu. Rồi, trong đây bình thường, không có gì hết. Biết ngay vô đây là gặp cái con cua này. Con cua mà đem mang các tảng đá trên lưng luôn. Búp cho mày ngủ nè. Đỡ mất máu á các bạn. Cho nó ngủ trước thì nó không quýnh được mình. Ngủ rồi. Giờ chúng ta có thể đánh nó thoải mái. Trồng cho nó ít hạt giống nè. Cái này giống chơi gì ta, Plan of Zombie quá. Cái con mà khi mình boost lên nó bắn. Úi trời, phải đạn hết 5 lần. Rồi nó giảm, nó giảm, biết ngay là giảm defense mà. Tăng đam nó quất một cái là chết luôn á. Mà nhưng nó làm gì kịp. Bắn cho nó một tăng nữa nè. Attack. Attack zombie. Plan of zombie á các bạn. Cái cây nó bắn á. Y chang luôn á. Không có gì để lượm hết. Chưa ra. Vô lại. Nãy quên, giờ đếm nha. Giờ đếm cái dòng đó. Dòng thứ 5. Nãy chưa thấy. Ok, 1, 2 3, 4, 5. Dòng thứ 5. 926. Ok, trong này không có gì hết. Với dòng thứ 5 sẽ không có bất cứ thứ gì. Rồi tí nữa mình sẽ vô vòng thứ 6 coi thử. Hay là cái này là hên xui ta. Hôm qua hên xui đâu khể, mình gặp hai lần liên tục mà. Đấm cho nó cái. Đấm nhanh dữ trời. Quá yếu bạn ơi. Mày đã phải chơi chiêu lửa chứ. Ok, chúng ta đi vô thử vòng thứ 6. Cố lên, ăn hết mấy cái này nhiều vô. Một. Hai. Ba, bốn. Năm, sáu. Trong đây hả? Một nghìn không trăm bốn mươi hai. Không có gì cả. Không có biểu hiện gì. Là gặp những con như là Ho-Oh-Mortress giáp đót.
Ê, Rotoket ngon. Yeah. Các bạn cày nhiều là được cái Rotoket rất là nhiều luôn, dễ ồn. Để mà tăng tỷ lệ mình bắt Pokemon hơn. Mấy con chim này ở trong cái thế giới này luôn, ghê đấy. Dùng con này quấn mà thấy ổn nhất, đỡ tốn máu. Rồi con kia speed cao hơn con này, mất máu nhiều á. Chết luôn, mình biết cái chiêu đó con này sợ mà. Con chim mày ác mày. À quên, con kia đấy chơi Reninja ra chứ. Bớt giỡn đi, tao không có yếu với con hồi nãy đâu. Chết mày đi. Cho nó xuống nước luôn. Con này khi bị mất 50% máu thì cái kỹ năng ẩn của nó gọi là High Agility thì sẽ đam nước sẽ mạnh hơn. Đùa, này thì đùa. Nhưng một con của mình đã bị về làng rồi, về làng giữ sức. Ôi, chúng ta sẽ đi vô vòng tầm vòng thứ 10. Thứ 10. Tại vì nó ra hên xui thôi. Mình có thể vô vòng thứ 10 lần nữa. Ây da, quên, chưa quen tay. Nãy giờ lái chưa cứng tay lắm, tại mình lái ít quá, nó không có dài nữa, chưa cứng tay, nó không có ăn chuẩn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ôi mẹ mày ra, tao đếm tao nhìn lộn mắt mày ơi. Rồi, vòng tiếp theo là mình sẽ vô cái vòng vàng này. Đây, nằm riêng lẻ mới đúng rồi đó nè. 1.001 hả? Không có gì rồi. Chắc là con cua nữa. Wow, con này. Ơi, Abomas no. Ok. Hay đó. Con này mình sẽ bắt. Chắc chắn là bắt rồi. Con này mega đẹp lắm. Mega mắt đẹp luôn các bạn. À, trước tiên thì cho nó ngủ cái nha. Chết rồi, không ép phết rồi. Này nó không chịu ngủ rồi. Ít đờ ép phết. Ấy cái nó không ép phết với con này. Rồi xong rồi, ăn mày à. Ai. Đấm cho nó một đấm cái đó. Ok, mình chết. Con này băng mạnh cực kỳ. Con này cũng được. Ranger. Fuck. Oh, mình có 10 cái rồi. Ok thì không có để mất thời gian thì chúng ta boost cái này lên bắt cho nó nhanh. Rồi, nó hồi máu rồi. Cũng không đáng bao nhiêu. À, con này hả? Nặng á. Cho quả Heavy Ball thử coi. Thấy nó rất là to và mập. Chắc cả ngàn ký. Nên quả này là hợp lý.
Xi lận, gọi đúng là đúng chất xi lận luôn. Nó không, nó chưa kịp quay luôn cái bóng đó, các bạn thấy không? No. Ok, cứ vô. Ơi lộn, vô bot trước chứ. Cứ vô bot đi, từ từ tính. Mình sẽ chơi cổng tiếp theo là cổng số 10, vẫn là số 10. Vì cái này mình gặp là hên xui thôi. Ơi, số 9 đúng hơn, số 9. Để mình gặp Mewtwo. Cho các bạn thấy Mewtwo thực sự bá đạo như thế nào trong cái game này. Mình cũng không biết nữa, mình đoán đoán nó nằm ở tầm này thôi. Lái thuộc dạng 800 đường. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vô cái vòng xanh này. Vòng xanh này, nếu là 900 thì đúng, còn không phải thì sai. Ôi, 1000 à, nãy nó vô cái vòng kia trước là được, được rồi. Tầm vòng số 8 có tỷ lệ gặp thôi. Chứ cái này là lái rất là hên xui. Ui, nhìn con này vui bay. Con này nhìn vui à. Bắt luôn. Mình cho con kia hồi sinh đó. Hôm nay sẽ đi trong mấy cái này và bắt những con dễ thương. Prelon mà chết là một cái... Con này điện à. Mạnh giả mang. Chơi chơi bóng tối với nó cái coi. Không kịp chơi luôn. Rickshop. Mày chết chứ anh. Ngủ đi. He he, mình né được chiêu điện của nó. Bây giờ thì hết phấn vào. Ngay ỏ ỏ liền. Đấm nó cái nó chết mất công. Thôi, chơi chiêu này đi. Cũng mạnh đấy. Nó sẽ ngủ hai tinh, hai lượt đánh. Hình như sau cái tinh đánh này nó sẽ tỉnh dậy. Quật up nè. Vẫn ngủ hả? Vậy là ba tinh, ba tinh. Hình này ạ. Hai tinh rồi các bạn, hai tinh nè, hai tinh. Ôi, nó dính chiều. Nó dính chiều ability, chiều kỹ năng ẩn của con này. Hình như máu dưới 10% mà quấn con này sẽ bị độc dính cho người. Chắc là chúng ta phải nên cho con Bilom này không hay lắm. Thôi, lại lái tàu tiếp rồi. Hôm nay lái không được hên lắm. Ui. Vòng số 8. Hôm nay lái không được hên lắm các bạn. 1 2 3 4 5 6 7. Ok, vô cái vòng tiếp theo. Vòng này thấy đứng lẻ loi. 1200 là sai rồi. Ok, chui ra luôn. Sẵn lại thôi. Ây da, mít nhiều quá. Ăn điểm hơi bị nhiều á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vô vòng xanh này. Xanh lá cây, nước. Cái này mà không thấy cái kia là ok rồi đó. Thấy cái kia là sai rồi.
Lại 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 lại. Ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá rối. Ăn mớ xăng để chạy. 1 2 3 4 5 vô vòng thứ 5 đi, cảm thấy cái vòng này hên hên à. Xui rồi, không có gì hết. Không có gì hết. Cỡ vòng thứ 5 là đẹp rồi. Mình nghĩ cỡ vòng thứ 5 là đẹp. Mình sẽ vô vòng thứ 5 một lần nữa. Vòng thứ 5 là chuẩn bài đó. Một, hai, ba, bốn. Vô vòng vàng này nè. Vòng này chắc luôn, có cái gì đó ngon lắm chứ mình. 800 thứ 5 chuẩn. Ôi mà fail rồi. Rồi, quyết định bây giờ sẽ là một chuyến đi dài. Không vô mấy cái vòng đầu nữa. Mình sẽ tính toán kỹ. Đi một chuyến tầm 4k xem thế nào. Bơm xăng nhiều vô. 1 2 3 3 rồi nè. 4 5 6 7. Ôi mẹ ơi. Ôi trời. Nhiều rồi trời. Nó đếm thua. Đang lượm cái này à, vừa cái này vừa cái đó nữa. Chắc mười mấy rồi, chắc tầm 2000 mấy rồi. Ôi. Oh boy, đông quá. Ây da. Ôi. Đi cái này sợ vãi teo. Kinh tởm thật. Không dám ăn bất cứ thứ gì luôn á. Thực sự bây giờ là không biết bao nhiêu đạn rồi. Xa rồi các bạn, tầm 4000 mấy rồi. Bây giờ có cái vòng nào là vô đẹp. Vòng mấy vòng này không phải. But not có vẻ fail. Có vẻ khá là fail khi được chuyến đi lần này rồi. Mình bắt đầu hết lái được con này rồi. Mình bắt đầu hết lái được con này rồi. Bắt đầu nó cảm giác nó bị muốn hút vào. Xe thật coi thử nào. 4200. Dữ không? Nhưng mà ở đây không có gì hết á. Ây da. Rồi mới vô mà xui ta. À hy vọng 4000 thì sẽ có gì đó. Nãy giờ mình lái gần mười mấy lần rồi. Lái cái này đúng khó. Săn mấy con hiện thoại trong đây đúng gọi là lâu luôn á. Nó không có cái vị trí nhất định. Nó kiểu mình lái nhiều thôi. Vài bữa thì mình sẽ đi Ultra Beat sau ha. Mình thấy rất thích ghiền đi trong đây hơn Ultra Beat. Ôi giờ. Ôi ăn mà cỡ hai viên điện cho người là thấy quê rồi đó. Ôi trời ơi, ăn vô để né không kịp luôn. 2k7. Tệ. Ôi, đi mãi mới có một cái dòng này để vô. Wow, 3700 hả? Sky. À, chẳng lẽ là hộ.
Ôi, con gì thì con gì, cứ lưu game trước đã. Để coi con gì nào. Bay qua đi. Ghi ao. Wow, Mortret. Yeah, mình đoán chuẩn luôn mà. Đây là cái con mình thích. Đây là con lá cờ của... gì quên mất tên, tên cái lá cờ nữa rồi. Mà nhưng à, con này là con mình rất là thích. À, thứ nhất là sẽ cho mày ngủ đã. Ngủ đi. Quên nó nào. Một nhát. Ơi, tỉnh nhanh vậy. Rồi xong luôn rồi. Biết ngay mà nó lửa. Rồi, sử dụng nét Pokemon. Ô, con Moltres trong đây nhìn đẹp ghê ta. Con này không được. Đưa ra đi. Diaga. Chiêu nào nhờ? Montret. Thử mình cho chiêu fighting với nó thử. Hình như fighting với lại steel là chiêu yếu. Không gây sát thương nhiều cho nó. Ui, cũng mạnh phết đó chứ. Ô, chiêu này thì khá là cụ bắp với mình rồi. À, steel coi. Có lưu rồi, nó không sợ. Wow. It's not effect mà mất máu nhiều. Wow, nó búp trời sáng lên cơ. Xin đi đê. Xin like luôn. Lên chỉ số. Đấy, hy vọng thì bắt một quả. Không tác dụng. À, mình sẽ bắt nó bằng một quả Whipball trước nha. Ok. Ờ à, ha, nó chơi cái này chơi Deadpool không có hiệu nghiệm ba. Ban ngày mà bắt Deadpool sao mà bằng cái này được. Quan thử coi, Deadpool là bắt mấy con chùm huyền thoại luôn. Nó chơi ban ngày, nó búp mặt trời lên rồi không thấy chơi được. Ai da, khó. Primeval. Quang lộ Master Ball chắc chết quá. Phá hết. À, nó chơi Sunny Day tiếp. Tại vì đang có Sunny Day nó còn chơi tiếp. Thunderbolt. À, quả này thì mới được cập nhật vô. Để xem Thunderbolt trong đây bắt như thế nào. Trời ơi, mình tưởng được chứ. Mà cho quả này vô là đúng luôn, bắt càng lâu càng được. Để mình coi ở trong đây nó mạnh không. Trong đây nó tốt không hay là Bismol thì mình thấy chưa hiệu quả lắm. Wow. Trong đây bắt bá vậy trời. Ghê trời. Yeah. À, thay cho con Brilum luôn. Trời ơi, bắt nãy giờ mấy tiếng đồng hồ mới được con này. Đúng là quá tuyệt. Rotocake. Yes.
hai cái bắt nữa. Ôi mình, ủa cái này steel à? Cái này làm gì ta? Ủa thấy cái hình kia mà. Cái này làm gì đây? It prevents you from encountering cry Pokemon for a certain. Steel, steel là ăn trộm hả? Này không không rành lắm. Để mình nghiên cứu sau. Được rồi, có được con Moltres ở trong cái tập này là quá thành công. Là mình bắt được con Articun. Con Moltres. Vậy là còn một con nữa, đó chính là Zapdos. Ấy Zapdos có rồi mà. Vậy thiếu con gì ta? Ấy Zapdos chưa? Trong đây Pokemon. Con Moltres có rồi mà. Ơi lưu game cái đã. Để từ từ mình qua mình coi cái trời ơi, bắt này mấy tiếng đồng hồ. Cái vòng sáng nó khó kiếm thật. Lái mấy trăm vòng mới ra được con này, các bạn biết cái độ khó rồi. Con Articuno, Articun. Ấy á, đang coi quên nhắn nhầm lúc. Đây, phi đâu? Không phải đâu. Không có các bạn ơi, vậy là mình chỉ có thiếu giáp đót, đúng rồi. Vậy là mình đang còn thiếu giáp đót ở trong đội hình nữa thôi. Thì full được cái mình nhớ được cái tên Lurker rồi, Valor. Đúng rồi. Con này hồi lúc mình chơi Pokemon Ultra Sun thì Pokemon Pokemon Go thì mình cũng chưa có được. Lúc mà vừa nghĩ là nó vừa ra cái version 3 con này à. Cầm điện thoại đi bắt tối ngày. Lúc cái nó vừa ra cái phiên bản ba lá cờ phiên bản ba con này hiện thoại thì lúc đó mình không có chơi. Thì bây giờ mình mới có cơ hội tận hưởng được con Moltres ở trong cái Ultra Sun. Con này là bay với lửa. Chắc cú rồi, Moltres đã bay với lửa rồi, không có chạy vào đâu được hết. Wow, Super Effect cái chiêu Iceland này không có mạnh. Thấy chưa, bình thường là con khác là một chiêu chết rồi, Super Effect là dễ là quá hơi bị gà. Con này mạnh ghê luôn á. Chơi Flying coi, con này đủ chuẩn luôn á. Gió cắt. Cũng để bữa sau dùng con này đi Battle Tree cũng được. Bây giờ hình như mình lên cấp cao mình tỷ lệ gặp mấy con thú ở trong bụi cỏ dễ ghê. Con này nó chơi Hero Boom là mình chết á. Nó là Water với là Basic hay sao á. Thấy chưa, lửa không có effect với nó. Gió cắt cũng không mạnh lắm. Để mình đi học lại kỹ năng cho con Moltres. Con Moltres thử coi có kỹ năng nào mạnh hơn cho nó không. CDD là cái kiểu như là búp lên cho cái hiệu ứng lửa mạnh hơn thôi. Cái kiểu Ocean Power này là cù nhất luôn. Đấy, biết ngay Hero Boom là sẽ bị gục liền mà. Chiều đó không có mạnh. Con này sẽ gặp con đó sợ. Mày sống được chiêu này mới lạ đó cu. À
Sumeri. Ôi, cũng khá là đẹp. À, cũng khá là mạnh. 168, 143 HP cao. Đép cao. Nói chung con này cũng khá là cao về thông số rồi. Chứ còn học lại kêu thì mình nghĩ là khá là là ngon á. À, để coi thử. Đợi xem. Này 60 power ấy nha, ít nhôm, cái này 90 tới 100 flame power. Kỹ năng lửa này mình có thể thay cho nó nhiều kỹ năng lửa mạnh hơn. Cái này 75 95. Chiêu fly này cũng không có ngon lắm. Air slash cái chiêu gió, cái chiêu gió cắt này không có ngon. Cái này là búp rồi. Ok, thì video hôm nay sẽ dừng ở đây. Nếu mọi người thích video này đừng quên để lại like, subscribe ủng hộ mình nha. Được rồi, bye bye mọi người.